Ở nhà bận lắm à Dũng? À Tùng. Dạ không anh ơi, cũng sương sương à, bình thường từ buổi chiều hay làm buổi chiều nhiều anh. Nói chung thì cái phần phần bên này với phần bên này cái này thật ra là nó đang đồng màu quá Tùng ơi, Đang cái này đâu đồng ý nghĩa là concept này á, bên này với thằng này á là nó đồng màu, còn của mình bên đây á thì mình đang sử dụng màu khác. tại em thấy cái kiểu như là nó bị chán cái ánh nắng lên đúng không, nên là thì chắc Đúng nó ánh rồi, lên màu cam nhiều. đang có ảnh ảnh của màu cam nhiều hơn. Mà nếu mà em vẽ thì em sẽ nói chung có thể để cho cuối cùng cũng được. Thôi cũng không sao, nhưng mà cái vấn đề em muốn màu á, ví dụ như không ảnh hưởng màu á thì em có thể làm cho cái này là màu như thế này cũng được, nhưng mà mấy thằng này sẽ đi cùng tông màu. Còn nếu mà em đã đi theo cái màu này bị ảnh hưởng bởi màu cam á thì thằng này nó cũng đi theo, sẽ cần cẩn thận cái đó. Rồi cái nữa là sau khi làm xong á là em phải bắt đầu sử dụng sau đó để cho cái màu đỏ này nó bắt đầu nó không có hiện rõ nữa, có nghĩa là có chỗ á thì nó sẽ rõ còn có chỗ thì nó sẽ không, là mình đang thể hiện tả theo kiểu mà để cho nó có cái vết gọi là vết sờn của sơn nè. Thì hôm nay coi như là vậy đi, còn qua ngày hôm kế tiếp á thì anh sẽ em sẽ cần phải vô sớm hơn để anh sẽ tiến hành anh dạy sớm cho bài khác cho em về kiến thức lý thuyết trước. Coi như là trong quá trình mà đợi cho em như thế này thì thôi gì cũng được đi. Anh sẽ dạy kiến thức về realistic texture trước. Sau đó mình nâng cao về cái khái quát qua cái kỹ thuật. Rồi tất nhiên là sau đó mình sẽ làm những cái mô hình nhỏ để cho em quen cái bước process của một cái quy trình làm cái đó như thế nào. Rồi sau đó mình cái phần cuối em sẽ cần phải có hai bài để làm quen. Rồi một sẽ có một cái bài gọi là bài cuối cùng á để em tổng hợp lại, em chọn ra những gì mà em cảm thấy em thích nhất, em muốn làm nhất. Lúc đó anh sẽ cho em chọn. Thì hai cái bài đó, hai cái bài mà mình sắp làm á, nó tuy nó nhỏ nhưng mà cái lượng kiến thức á cần mình phải nắm cho nó quen tay. Tại cái đó rất rất là quan trọng. Còn cái phần ở đây thì mình sẽ ngồi mai mốt mình sẽ đánh ra cái phần cuối như thế này, nghĩa là đánh cho nó sờn ra. Về phần này á, anh hy vọng là em cần nên sớm lên màu nha, tại vì cái này quá quan trọng đi, nguyên một buổi tính ra mình còn thứ bảy chủ nhật mà cái này lên vậy là quá chậm rồi đó. Cố lên để còn sau dịch nếu mà được á, học xong được mình còn đi làm.
Rồi thôi, bên này thì anh thấy là cũng không có lên được nhiều á, nhưng mà cách tả thì anh thấy là bắt đầu ổn rồi. Chỉ có một cái thêm một cái nữa là anh muốn em sửa cái phần này, ví dụ không phải sửa nữa mà khi làm cái phần này là em nên group nó lại, làm một cái group color. Cái này á là để quản lý cho nó dễ thôi. Ví dụ như á, khi mà em làm á, em muốn kiểm tra gì á, em có thể tắt cái layer để em coi lại cái màu sắc bên này, nó sẽ dễ hơn. Ủa còn những cái bài cũ á, em làm xong em có up lên ArtStation không vậy? Em à? À chưa anh, chưa chưa em thấy chưa cái nào nhìn nó ổn ở đây chưa? Khoan nha, cái này tụi em hay bị nhầm, không phải ổn mới cho lên, mà là phải tất cả những gì mà tụi em làm dù không ổn hay gì đó cũng phải cho lên hết. Nó là một cái gần như là để giúp cho mình á, nó sẽ setup một cái quy trình, không cần biết. Mà em có đã có tạo cái này chưa? Dạ rồi em có ạ. Rồi anh sẽ cố gắng chỉ lại cho em sơ qua cái phần này. Thì em từng up một tấm nào lên chưa? Dạ chưa anh, chưa mà cũng làm. Rồi vậy thôi, để anh sẽ ghi lại, sẽ demo lại cho em cái quy trình này nha. Em phải up cho anh không cần biết em làm đẹp hay xấu gì đó, cứ up hết đầy đủ cho anh. Thì đầu tiên á, anh sẽ sử dụng cái con tên nhiều quá, handband demo để mình s này cũng được đi. Rồi rồi nói chung là nó cũng không có gì phải khó. Ok, thì đây là góc property bình thường của mình. Nhưng mà khi anh làm á, anh sẽ không thông thường á, người ta sẽ chỉ cho tụi em cách render, mà cái đó render thì để mai mốt vào đây á, anh sẽ chỉ sau. Còn bây giờ á, cái của mình á, đúng này anh chỉ cần chỉ em đơn giản nhất là em vào Maya và em xài ở cái font size, font view hoặc là size view nữa, mà có cái mặt đầy mặt thẳng như thế này nè. Sau đó mình bật cái full texture lên với lighting là flat. Thì cái flash lighting này á, nó sẽ hiển thị đầy đủ cho em, nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. À, đây là cái phần khi mà handband mình hay sử dụng. Rồi cái tiếp á, là anh sẽ tạm tắt đi cái thằng bullet count để cho nó trống ở đây. Sau đó em bấm Ctrl Space là nó sẽ full như thế này. Được chưa? Rồi cái tiếp á, là đơn mình sẽ đúp ra một cái và nó sẽ để ở mặt bên như thế này. Còn cái phần này á, là để chừa lại để mai mà một lát á, mình anh sẽ add thêm một cái có thể hiện lưới. Còn lúc này là mình chỉ cần vậy thôi. Thì anh sẽ cho một á, là em có thể đổi màu thành màu xám như thế này. Thì em đổi bằng phím OB nè, Internet cộng B á. Đó thì nó sẽ ra. Rồi mình sẽ tiến hành snipping, mình sẽ snipping lấy cái khung này như thế này. Sau đó Ctrl C nè, vào trong Photoshop anh sẽ tạo một cái new với giá trị khoảng tầm 1.000, 3.000, 3.000 cũng được. Một hồi anh sẽ scale nó lại. Rồi sau đó anh sẽ Ctrl C bên này nè, anh ném qua bên này Ctrl V là nó sẽ ra cái chỗ bên này. Thì cái bên này á, di chuyển này lên đây này trước. Rồi bây giờ kế tiếp là cái hình mà có
có lưới. Thì anh sẽ nhấp vô cái này, sau đó anh bấm chữ Q, bấm phím Q là phím Q á, là nó sẽ bắt đầu nó mất đi cái bay vệt kia. Anh Ctrl C lại khúc này, anh đem vào đây. Thì đây là cực kỳ đơn giản, mình sẽ không có cần phải cầu kỳ gì cả. Thì mục đích ở đây á, thứ nhất á, là cho người ta xem mặt trước và ở góc 3/4. Rồi cái thứ hai là cho người ta xem cái lưới. Cái kế tiếp á, là anh sẽ lấy cái hình mà cần xếp á, anh ném vô để anh so người ta có thể so sánh được cái tấm mình làm với lại cái concept nó sẽ đẹp xấu như thế nào đó. Có thể cho nhỏ lại cũng được. Rồi cái kế tiếp là anh sẽ mở cái Photoshop này của anh lên. Đây là tấm texture của anh. Anh sẽ save nó lại thành một cái file TGA hoặc là JPEG gì cũng được. Texture nè. Rồi save nó lại. Thì mục đích của anh á, là thứ nhất là show cho người ta coi 3D của mình. Show góc 3/4, show lưới, show concept và show cái texture của mình. Đó. Thì cái này cũng không cần phải coi rõ lắm. Anh chỉ cần để nó vô để cho người ta thấy được cái texture anh vẽ thôi. Enter. Rồi, kế tiếp là anh sẽ thu nhỏ lại nè. Bấm phím C nè. Cũng là crop nè. Anh sẽ lấy cái phần này. Enter. Yeah. Thì đây là cái mục đích của mình. Mục đích là show nè, show nè. Rồi show lưới nè. Bên này là để coi cái concept và đây là cái texture. Còn cái phần đen nè. Phần đen trên này hoặc là đổi màu gì đó. Em có thể đổi chút nhẹ. Mà đừng có để sáng, sáng quá thì nó bị chói mắt lắm. Còn cái khúc trên này á, anh sẽ đề chữ, ví dụ như nó là Demon S. Đây là tên. Rồi, đây là cái tên của cây rìu này. Nếu mà em biết được cái tên của người họa sĩ tạo ra cái concept này á thì em để vô thêm. Ví dụ như bên này nè, nó có chữ Bestizen nè. Thì đây gọi là mình tôn trọng tác giả. Tôn trọng tác giả thì mình để cái này vô. Đó. Nhỏ lại. Cái tiếp á là thể hiện suốt trí. Thì cái thể hiện suốt trí thì mình đã có bên này. Giờ nhả ra lại Ctrl Space lại. Rồi hiển thị Body Count lại đây nè. Thì nguyên cái cây này á là 1800 trí. Rồi texture size. Cái tiếp là texture size của nguyên cái thằng này. Ví dụ như anh vẽ là 1024 nhân 1024 thì bên này anh sẽ để là texture là 1024 size 1024. Rồi, sau đó là tên họa sĩ. Đó, thì mình có thể là sử dụng biệt danh hoặc là cái gì đó của mình, tùy. Thì tổng toàn bộ xong như thế này là một cái portfolio mẫu. Sau đó mình sao cái portfolio mẫu lại. Cái này quan trọng là để về sau á, nếu mà có ai mà tuyển gì á thì mình có file để mình đưa cho người ta liền.
chứ em đợi nữa là mai mốt nó không có kịp. Tại vì nhiều bạn đã gặp tình trạng như thế rồi. Anh cũng nói là mỗi khi các bạn làm xong, các bạn phải cố gắng úp, không cần biết xấu đẹp gì đó, nó sẽ cải thiện qua từng giai đoạn. Sau khi xong rồi thì ném lên station của mình, úp lát nè, new artwork nè. Mấy cái này thì chắc anh khỏi cần chỉ hả, Đúng rồi. mấy cái này là tự ha. Rồi thì mình cứ ném trực tiếp lên, thì chỉ cần một file hình này thôi là đủ. Còn nếu mà em có chụp nhiều cái góc độ khác nhau, hoặc là có ý nghĩa gì đó, hoặc là muốn người ta rõ hơn nhiều hình đó, thì em cứ làm. Ở đây là anh chỉ hướng dẫn sơ sơ thôi đó. Đó, đây nè, dạng vậy thôi. Còn đây là anh có up nhiều cái video cho nên đây nó mới nhiều vậy. Thì làm xong anh em phải, nói chung là hôm sau em phải cho anh coi. Anh không cần biết em đẹp đẹp hay xấu gì cái cây rừng tím, cứ là cho anh coi. Rồi sau đó vẽ đến cái này xong à, hôm sau thì nhớ nha, 6 giờ rưỡi em sẽ bắt đầu là học trước, anh sẽ giảng lý thuyết cho em. Rồi, vậy hôm nay như thế đi. Cố lên, nhanh nhanh lên, mình còn nhiều cái để học lắm em ơi. Rồi. Rồi bạn Hiệp, hôm nay có nộp bài gì không bạn Hiệp? Có được. Rồi của Sơn thì dần dần ổn hơn so với hôm bữa, mấy cái khối này mà Sơn hình như là cũng đang làm cũng khá chậm à. chưa biết biết chắc vô nó kiểu cái nét nó cứng cứng quá anh, nó không như nhiều cái không có lên thực bốn rồi, nhưng mà chiều mà chắc kiểu như cái phần quý ở lượng mình sẽ như mắt ở dưới á, nó không không được, nó không ổn nữa, để con phát lại con chơi chơi khi nhà anh đi về đường chơi chơi đó coi được chứ, con cắt vô nó thấy nét nó đều đều nhau thôi. Ra thì anh cũng không thể nào đòi hỏi tụi em cao lắm với mấy cái lần đầu tiên của tụi em, như mà này cũng nên lên lên sub 4. Anh hôm bữa là anh cũng có nói chỉ dần dần em có thể lên sub 4 được rồi. Thì ra mình có lên sub 3 xong mình có thể lên được sub 4 nữa mà. À, xuống, lên 4 xong mình có thể xuống 3 lại nếu mà cần. Tại cái khối của em thì hôm bữa là đã dần dần đánh ổn rồi, đâu có anh đâu có cần, bữa giờ anh cũng đâu có nói cần phải gì nhiều đâu, chỉ có sửa sửa vài cái cho mấy cái này được có đều quá thôi. Đi 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 đi
mạnh quá thì nó ra cái nét bự nó sâu quá. À, ví dụ như Hiệp có lên sập 4 mà có sai á, thì bắt đầu anh có một cái để anh bắt đầu anh chỉ tụi em, thì nhiều khi mà tụi em không có làm á, nên anh nhiều khi anh cũng khó mà không biết tụi em sai ở đâu để chỉ. Cái vấn đề là cái đó. Rồi thôi giờ lên, ví dụ như lấy của Sơn, lên Sơn trước. Rồi, ví dụ như bây giờ mà anh lên sub division luôn nè. Thì mà khi bắt đầu lên sub division này á, chắc tại vì nhiều khi á tụi em làm chậm quá cho nên nó bị trôi mấy cái bài cũ của anh. Nghe cái bài cũ của anh đã từng chỉ cho tụi em lên sub rồi mà tụi em làm quá chậm á nên khả năng là bị trôi, nên tụi em kiếm nó cũng mệt nữa. Đây. Ví dụ như bây giờ ok, bây giờ nè, thấy không? Từ lên sập 4 nè, bắt đầu nè, anh sẽ tiến hành anh khắc nó thêm. Thì cái lượng khắc ở đây á, gần như là anh không có đánh mạnh gì nhiều nữa, anh chỉ khắc lại ở mức độ mà nó nhẹ. Ví dụ như đây nè, đường nè. Không, đường bắt đầu là nó nét lại rồi nè. Nó không có bị răng cưa giống như bên 3 nữa, là bên bạc. Bên 4 nè. Nét lại không? Thì cho nên cái chỗ này á, gần như là anh không có nhấn quá mạnh. Anh chỉ cần nhấn để dễ vậy nè, còn nếu mà chỗ nào cần sâu nữa thì anh sẽ nhấn mạnh hơn chút, đè nó lên lại cái bước đó, là chủ yếu là vậy. Thì những cái chỗ này á, bắt đầu á, anh sẽ chi tiết hơn, thì những cái đường ở chỗ này anh sẽ quẹt quẹt và tránh làm sao mà đừng có để nó đều nhau giống như anh nói. Thì cái những cái khúc này là gần như là mình quẹt 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 á, nó hay bị đều. Thì nó có bị đều đi nữa thì mình sẽ tự khắc phục lại bằng cách anh sẽ có thể dùng đem để anh bỏ lượt bỏ bớt nè. Ví dụ như hồi nãy nè, anh thấy chỗ này đều quá đúng không, thì anh sẽ lượt bỏ bớt lại, rồi anh có thể smooth lại một chút để bỏ đi cái vụ này nè. Đây nè, anh nhìn ở đây là đều nè, từng ví dụ như chỗ này nè, nó có từng khúc nhưng mà nhìn nó không có bị đồng đều quá, còn mình á độ dày á gần như giống nhau á, nó sẽ rất là đều. Không. Đây. Thì cái độ sai thì tùy các mọi người thôi, nhưng mà thường á anh sẽ đánh, nếu mà cảm thấy anh đánh ở đây mà anh cảm thấy cái sai của nó mà không ổn á thì anh sẽ tiến hành anh làm nhỏ hơn. Còn nếu mà sai ổn á thì anh giữ lại. Đây là những cái độ sai khác nhau nè. Ừ. Rồi, nói gì nói thì đến đây nè, bắt đầu anh khắc nhẹ nó lên, những cái không nhất thiết phải giống 100% không, nhưng mà mình sẽ coi ví dụ như à chỗ này bắt đầu nè, nó có những đường lên nè, anh đánh những cái đường lên cho có cảm giác là nó chạy qua nè, rồi chạy nè, cảm giác đừng có để cho nó thẳng quá là được, nó đều quá là được không. Nó sẽ có những cái điểm đường ra đường vô mà khác nhau đó. Thì size rush nhiều khi anh nói lại, tại tụi em hay chú ý cái độ size rush nữa. Có bị size rush không? Rồi chưa nói ví dụ như anh đánh ở đây nè, nhiều chỗ nó nhẹ quá, nó không có tạo ra được cái điểm nhấn. Đây là chỉ là những đường mà quẹt quẹt thôi,
Thì lúc này ví dụ như anh xem xét anh cảm thấy nó không ổn là bắt đầu anh sử dụng size size bự hơn để nó tạo ra cái độ nhấn mạnh hơn và bự hơn để tránh chỗ nào nó cũng nhỏ nhỏ nè, thì sẽ có những chỗ nhỏ có những chỗ bự không. Đây à, bây giờ lúc này anh dùng rớt bự nè, thấy chưa, thì nó sẽ khác với cái đường size nhỏ ở đây. Size nhỏ ở đây chỉ chạy những đường nhỏ thôi, còn đây có những chỗ bự có những chỗ nhỏ khác nhau đó. Thì từ đây bắt đầu nè, anh nói lại ha, nếu mà các bạn mà có sai gì á thì các bạn dùng lấy đem standard để các bạn làm cho nó rã ra, không nhất thiết là cứ phải ngồi làm xong là không có được dùng đem standard gì ở đây không. Cái này là mình đã hiểu thì mình cứ làm, còn sai gì đó thì sẽ có người sửa. Thì nhiệm vụ của anh là sai là chủ yếu là để sửa cho tụi em mà. Rồi ví dụ như chỗ này anh sẽ lấy ra bớt rồi anh đánh lại cái đường chỗ này cho nó phồng lên nhẹ, phồng lên rồi đem bắt đầu nè, có những đường size nhỏ nè, ví dụ như nó đã phồng rồi thì anh đâu cần phải nhấn mạnh nữa, thì anh dùng để size nhỏ để anh khắc ra những cái đường nhỏ ở đây nè đó. Được chưa, nó sẽ vàng vàng nè, đường ngừng ngấn ngấn nhỏ 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 chạy nhặt nhặt nhỏ nhỏ như thế này đây, nhỏ nhỏ nè. Nhưng mà cá nhân anh khi mà anh đánh á, nó cũng sẽ có tình trạng bị đều, nhưng mà khi mà bị đều á các bạn phải hiểu á, khi mà mình bị đều á các bạn phải nhìn xa ra để các bạn nhìn coi cái chỗ nào quá đều thì mình phải cần phải sửa lại. Tại sao mà nó đều, tại vì á ở đây là mình chỉ có gạt xuống thôi chứ nó không có cái độ mạnh độ mà cái độ lưu chuyển ở đây nè, không có phải các bạn lúc này các bạn thấy chỗ này nó đều 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 không, đúng không. Thì ví dụ như đó, khi mà ngay tả anh tạo nếu mà có bị đều đó, anh sẽ coi coi những chỗ nào đều quá, anh sẽ bắt đầu anh kiếm chỗ đó anh cho nó mất đi để nó giảm cái độ đều nó đi và nó chạy sẽ tốt hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy rồi ví dụ như chỗ này bắt đầu chỗ này nó phồng hơn nè, thì anh sẽ đánh chỗ này cho phồng ra thêm chút. Tất nhiên là chỗ này nó phồng xong á là nó ví dụ như muốn phồng mà nó có điểm ngấn á thì anh phải lấy ra nè, rồi đắp vô lại nè. Đây rồi từ đây nè bắt đầu chạy xuống nè, để nói lại là không cần nhất thiết lúc nào các bạn cũng phải đúng 100% cái đường chạy của nó cả. Bạn phải hiểu coi bắt đầu á, mình có kiến thức á, mình tập mình chạy theo những cái đường của nó chỉ là một cái rep cho mình đi theo thôi, mình đã có cái khuôn chính, còn bây giờ á, là những cái con đường mà mình sẽ tập đánh theo cái hướng của mình. Ví dụ như à ở đây nó cũng có những cái con đường thì mình ở đây mình cũng sẽ có những cái đường nếp nhăn như thế, nhưng mà không nhất thiết ví dụ như chỗ này phải có đường gạt thì chỗ này phải có đường gạt, chỗ này phải có đường gạt, chỗ này phải có đường gạt vậy rất là khó và các bạn làm cũng không có nổi nữa. Nên nó chỉ là những cái khối chính thôi, những cái khối chính là nên bắt buộc có nè. À, còn những khối phụ á thì lúc này á mọi thứ á mình sẽ đánh theo cho giống thôi, và tất nhiên là khi các bạn đánh các bạn phải coi nó có đẹp hay không nữa. Và ngoài ra nó còn dựa vào có những cái điểm mà các bạn thấy sâu như thế này thì nó còn dựa vào cái size rớt của các bạn phải bự hay không, thì lúc này á, các bạn đánh các bạn mới thấy được cái độ sâu của nó nè, thấy chưa. Nếu mà bây giờ anh cũng cứ giữ hoài có đúng một size, nếu cái điểm này á, các bạn hầu như hay bị mắc phải á, là các bạn sử dụng có đúng một size rồi sau đó các bạn đánh như nè, rồi đánh như nè, không thì cái chỉ có một size này á, khi các bạn đánh á, các bạn sẽ thấy đường của nó rất là đều. Tại sao nó chỉ có một size à, mà một size thì có một cái độ nhấn à, một size á, thì nhìn nó đâu đâu nó cũng đều, mà trong khi cái này á, nó sẽ có những chỗ mà size bự, size bự đó, khoảng nhấn của nó sẽ mạnh hơn, còn những chỗ bự khoảng nhấn nó sẽ mạnh hơn thì lúc này nó sẽ khác. Còn có những chỗ nhỏ thì lúc này anh sẽ xeo nhỏ lại, à, lúc này anh sẽ đánh nó nhỏ lại như thế này
Rồi có những chỗ á, anh sẽ khắc bự hơn thì anh đổi, bắt đầu đổi size lại nữa. Anh sẽ nhấn nó lại ra đây không, nó sẽ khác, nó sẽ, anh đâu cần phải đánh giống đâu nè, nhưng mà các bạn vẫn thấy được một cái gì đó nó ổn và hầu như là nó hợp lý. Ví dụ chỗ này cũng vậy, vô nè, bây giờ bắt đầu nè, từ ha thì chỗ này sẽ là nhấn mạnh nè, ai đây nhấn nè, rồi còn những chỗ này nè, bắt đầu nè, nó đi ra nè, nó đi từ đây ra nè, thì chỗ này á, có những chỗ á, thì nó ra nhẹ, có những chỗ nó sẽ nặng. Đó, có những chỗ sẽ nặng và có những chỗ nhẹ. Rồi mình sẽ thay đổi liên tục cái rust của mình rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có một đường rust là xong. Đâu cần giống 100% đâu. Không, xóa smooth đi, xóa càng smooth nó đó, thì các bạn cái lúc này á, các bạn cũng đừng cố gắng, đừng có dùng smooth nhiều quá. Ví dụ như mà sai lỡ và sai thôi, ừ thì còn chấp nhận smooth đi, nhưng mà sau khi đã đánh đường khắc á thì cố gắng đừng có smooth nữa, tại càng smooth đó là các bạn càng mất đi cái detail mình uổng công mình ngồi mình đánh. Và nè, ví dụ như hồi nãy nè, mình đánh có chỗ thì nó mạnh bằng nhau, có chỗ thì nó đều. Bây giờ anh sẽ cố gắng á, anh sẽ khắc ra có những chỗ mạnh, chỗ đều nó khác, và đường chạy á, nó cũng phải coi lại. Anh sẽ cố gắng coi lại có những đường chạy á, mà anh cảm thấy đều quá hoặc là xấu quá thì anh sẽ bôi và anh thay bằng cái đường khác. Thì cái lúc này á, lên detail á, là gần như là các bạn phải coi để ý rất là nhiều. Lúc ban đầu á, các bạn học á, là đánh khối, là bạn học để khối, còn bây giờ á, để lên detail nó cũng phải, các bạn cũng phải học cách nhìn để ra được cái khối, ra được cái detail nó đánh như thế nào nữa. Có những đường á, các bạn sẽ thay đổi liên tục giữa các, rồi các bạn xem điểm nhấn nè. Không, anh cảm thấy mà chỗ này nó nhấn đều đều quá thì lúc này anh sẽ nhấn mạnh, nhấn nhá vài chỗ cho nó khác cái điểm nhấn nè, cho khác điểm nhấn nè, và cái size nó sẽ khác. Rồi tiếp tục nè, có nghĩa là cái này cũng phải nhẹ tay nữa nha, chứ không phải là cái nào cũng mạnh tay đó. Ví dụ như ở đây anh sẽ tiến hành anh nhẹ tay, anh khắc nó ra nè, rồi thêm nè, bắt đầu nè, sẽ có những đường chạy nhỏ mà ở đây nó không có rõ. Nếu mà chỗ này á, em đánh không rõ thì đừng cố gắng đánh nhiều quá, cứ đánh ở đây ra những cái detail mà cho có cảm giác thôi, tại vì có thể là lúc này lưới của em nó vẫn chưa có đủ ổn định, chưa có đủ để tạo cái độ sắc nét cực kỳ sắc nét. Lúc này anh vẫn đánh, nhưng mà đánh ở mức độ anh coi coi nè, có phải lưới này á, khi mà anh nhìn xa anh vẫn cảm thấy cái đường nó chạy nè không? Đây là cảm giác, đánh làm sao mà cho có cảm giác mới quan trọng, chứ không phải lúc nào cũng đánh phải thấy rõ đó. Khúc này à, cố gắng tiếp nè, tiếp tục nè, nhẹ tay, cái này lựa lực nhấn nha, anh nói lại cái này phải dựa vào lực nhấn các bạn mới có thể đánh tốt được, giống như là quẹt qua rồi cảm giác giống như mà ăn quệt quệt quẹt mình vẽ tét chơi vậy á. Rồi có những đoạn á, thì nếu mà mình làm được thì mình làm, ví dụ như là có những đoạn nhỏ đây nè, thì anh sẽ khắc nhỏ đây thôi, mà đừng có để cho nó nặng quá. Đúng rồi, các bạn đang phải giống như là các bạn đang ngồi điêu khắc ở trên một cái gì thực tế vậy đó, bạn phải có quẹt quẹt nhẹ nhẹ nữa. Còn có vụ sai thì ở đây mình đắp lại nè, không sai mình đắp lại.
Đó, lên dần dần từ từ. Dường như ok, chỗ này cần sâu hơn, anh sẽ cố gắng khắc sâu hơn. Nhẹ ra. Và không phải là nó chạy hết 100% nha. Mà ở đây nó sẽ có đường giật, giật để nó chạy ra mé nè, rồi từ đây nè chạy giật nè, để chạy ra mé nè. Giật nè. Đó. Chưa đâu, cái đây là chỉ mới khắc sơ thôi, còn cái phần mà mình chưa có làm đẹp lại nữa. Đây là chỉ anh nói lại là mình chỉ đang phần vẫn ở phần thô, chưa có phải là lên lên sập năm á, bắt đầu các bạn mới sẽ cần tỉ mỉ rất là nhiều. Ví dụ như chỗ này mà nó vẫn đang bị phồng quá thì anh lấy bớt ra, rồi cho nó blend ra. Đây là cái quy trình các bạn học để các bạn bắt đầu, các bạn tìm hiểu là ở cái cấp độ mà càng lên cao thì nó sẽ như thế nào. Đó, cần phải cần tỉ mỉ, dần dần tỉ mỉ thì làm quen được với mấy cái độ tỉ mỉ này về sau các bạn sẽ đi rất lẹ. Cứ sai làm đi, sai anh sẽ sửa. Còn các bạn không làm á là anh cũng chả biết sửa ở đâu đó. Nó lại. Không. Đây. Rồi, đây. Thực ra cũng không cần khắc nhiều lắm. Ví dụ như chỗ này bắt đầu xuống thì ngay cả khi lúc ban đầu nè, bây giờ anh sử dụng luôn một brush size nè. Đó, anh sử dụng một brush size luôn nè. Bắt đầu khắc lẹ nè, khắc đại cho ra đường nét nè. Không. Thì sau đó, sau khi đó anh quay lại nè, bắt đầu anh coi lại vài chỗ nè, anh bắt đầu cho nó mạnh hơn nè, vân vân. Tất nhiên là làm mình có thể sai, sau đó mình sẽ bắt đầu mình coi tổng. Em có để ý bao giờ anh làm á, anh cũng cố gắng anh zoom ra zoom vào không, zoom ra để anh lấy được cái tổng thể, còn sau đó anh zoom vào để anh coi cái độ chi tiết, nên nó có sự thay đổi rất là nhiều. Và thật ra chính cả anh á, nếu mà ngồi khắc giống 100% á, anh cũng không có khả năng anh ngồi làm kiểu này nữa, có nghĩa là quá giống như keo cái hình concept á, anh không thể nào làm được, tại vì cái mẫu cái cách nhìn của anh nó cũng sẽ khác. Và những cái detail quá nhỏ nó chỉ là một cái gợi ý để anh có thể làm ở mấy điểm này theo cái hướng đó thôi, chứ không phải là cứ 100%. Sau khi anh khắc xong á, anh sẽ tiến hành anh coi lại toàn bộ có cái gì đó anh cần cải thiện thì anh sẽ cải thiện theo hướng những thứ anh quẹt. Còn nếu mà tụi em cứ sa đà vào đúng theo cái hình 100% á thì xin lỗi là tụi em sẽ tốn nhiều thời gian mà thật ra cũng không có cần thiết. Đừng cố gắng giống quá mà là phải hợp lý. Anh nói lại nha, các bạn phải suy nghĩ theo hướng là nó hợp lý và nhìn nó không có gì gọi là dị biệt. Còn lúc ban đầu muốn giống á, là phải giống cái xếp khối nè, cái xếp khối mới còn giống nè. Còn đây là chỉ là những cái để mình bắt đầu mình lên chi tiết nha, nhẹ nhẹ. Đó nè, chỗ này có cần giống đâu, chỗ này có cần giống đâu, nhìn nó hợp lý thôi. Ra là anh có cái dạy rồi, quay lại mấy cái kia thì em sẽ thấy có à, có cái điều là bị xa quá, trôi xa quá thôi.
Còn lúc ban đầu á thì tập trung không dạy không làm sếp á, à đang làm sếp á lại tập trung chi tiết quá. Còn lúc tập trung chi tiết xong á lại bay về lại á coi cái sếp. Như cái búa nữa là Đó, lên dần dần nè thấy không? Thì á cái những đường khắc này nè, không phải lúc nào là khắc ra cũng là xong đâu nha. Nếu mà các bạn kỹ hơn á thì đường chỉ là khắc vậy thôi, về sau á các bạn có thể cần phải đánh cho nó ra cái chất mà gọi là cái độ dày của thớ thịt đó nè không, các bạn phải đánh nó ra cho nó nhìn nó có độ dày của thớ thịt nữa nè. Giữa các đường khắc nè bắt đầu á anh sẽ đánh thêm cái độ dày của thớ thịt, tại vì khắc là chỉ có khắc ra cho cái độ đậm nhẹ của chi tiết thôi chứ nó đâu phải là cái phần tạo ra mấy cái khối này đâu. Cái khối này mình vẫn phải phải đắp vào. còn dùng cái mất cái pin cuối Đúng rồi, pin là để cuối cùng. Gần như là pin á là để cuối cùng, là mình coi ở cái khúc mà chỗ nào á cần sắc nét lại á thì mình làm sắc nét. Là ví dụ như mấy chỗ này nè. Không phải giữa hai cái thớ thịt đó bao giờ nó cũng có một cái đường như thế này rồi, nó đường đi vô nè. Mà đường ở giữa thì bao giờ nó cũng sẽ đầy đặn và nó bự hơn nè, nó ép hai mấy cái đường kia lại đó. Rồi sau đó coi á, mình sẽ cần coi nếu mà thấy mà có gì đó mà nó không ổn á, mình sẽ bắt đầu mình lấy ra lại. Ví dụ như chỗ nào mà phồng quá thì mình lấy ra lại, vân vân. Đây chỗ này bắt đầu anh thấy cái này phồng quá anh lấy ra, nhưng mà vẫn tạo ra cái đường đường đầu, điểm đầu và điểm kết thúc của một cái thớ thịt cho nó blend vào mấy cái thớ khác, chứ đừng có để cho nó tự nhiên một đường cứng như thế này. Đường cứng như thế này nè, đường cứng nè, nhìn vô nó không có độ blend, nó chỉ có một đường thôi, một đường khối thôi. Còn này nó blend, nó nhẹ, nó tả ra, nó tả ra. Đúng. Đó, mấy cái đường này đặc biệt rất là vậy nè, blend tả ra. Còn lên sập giờ để giải quyết, ví dụ như lên sập á, giải quyết mấy đường xấu này á, thì anh nói lại mình có thể bắt đầu dùng lay á, mình đập. Tất nhiên là nó nhẹ thôi, GN Density nó nhẹ thôi, để nó tạo ra mấy cái lớp này nó mỏng nó lại và nhìn nó sẽ đẹp hơn so với xài smooth. Nếu mà các bạn xài smooth đó nhiều, dễ khi á các bạn đánh xong là nhìn nó mượt đúng không, nhưng mà mấy chi tiết nhỏ như thế này nó bay sạch nè, nè mấy chi tiết nhỏ này nó bay sạch nè, thấy chưa. Công mình đánh rốt cuộc là sao bay hết trơn, thì lúc này á anh dùng mở clay á để anh ngồi anh vẫn cố gắng đánh cho nó ra, nhưng mà nó không bị mất mấy cái chi tiết này mình đánh. Đó là sự khác biệt giữa clay với thằng smooth. Đó, đây nè, hòa vô nè, hòa vô nè. Đây, rồi. Lúc ban đầu của mình nè. Giờ. Cho nên học cái này là làm sao để các bạn biết khi nào các bạn ở tập trung cho phần sếp, khi nào các bạn cần tập trung vào phần detail. Thông qua cái bộ này, thông qua cái bài này là để biết rõ ràng là như thế. Rồi lên nè, lên nhẹ nè, đúng không? Anh vẫn dựa vào cái mức độ mà khi mà anh đánh á nó có rõ ràng hay không, thì lúc đó anh biết là anh nên cần lên sập như thế nào. Rồi ví dụ như chỗ này bây giờ sửa nhẹ nhẹ chút, ví dụ như nhìn chỗ này nè, chỗ nào đường đây nè chỉ có đường khắc lên thôi chứ nó không có độ nhả ra nhả vào của cái khối thớ thịt. Lúc này anh sẽ lấy anh lắp độ nhả ra nè,
không nhất thiết cứ phải giống 100%. Rồi từ đây nè, đến đây nè, nó nhả ra khúc này nè, thì giờ có thể lấy nè, không thấy lấy ra lấy vào nó sẽ đầy à. Rồi bắt đầu nè, thớ thịt nó lan ra nè, nó blend ra nè, blend với cái thớ ở trên nè đó. Rồi cái cục này nè, mình đánh là chỉ có cục 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 không nè, không thì giờ anh sẽ khắc phục lại, bắt đầu anh đánh làm cho nó thành thớ nè, nó có đường đi của thớ nè. Thớ nè, lan vô nè, lan vô nè. Chỗ này nó lan nhẹ đi. Ok. Lấy ra nhẹ nhẹ xoay các camera nè. Rồi, khúc này. Lấy ra nè, đánh vô nè, lấy ra nè, lấy ra đánh vô rất là nhiều lần. Tất nhiên á, là nếu mà tụi em muốn dễ á, thì anh vẫn chỉ cho tụi em là tụi em có thể vẽ những đường sketch để cho em biết cái đường nó chạy đâu đến đâu. Ví dụ như chạy như thế này, chạy như thế này, chạy vô, rồi chỗ này chạy ra, vân vân. Để mình biết cái đường nó chạy. Đó. Rồi anh làm lại nè, ví dụ như chỗ này nè, vẫn là sập 4 nè, sau khi đánh xong nè, nó rất là nhăn nheo đúng không? Nó rất là tùm lum ở đây. Thì anh sẽ lấy clay nè, để mức ở density nó vừa vừa thôi. Nhớ không phải lúc nào cũng có đập vô, mà thấy nó phồng quá thì đập nó ra. Thì lúc này những cái vị trí này nè, em thấy dần dần nè, nó smooth lại nè, không nó smooth lại nè, smooth lại nè, không chỗ này cũng vậy nè, dần dần nè, lấy ra nè, nó bị phồng quá nè, anh lấy vô đập ra, đập vô đập ra nè. Đó, dần dần nó sẽ mềm và nó mượt lại. Rồi, sau khi mới mềm mượt thì anh sẽ có thể lấy đem nè, anh làm nhẹ cái đường ngấn ở đây nè. Ngấn đây chút nè. Ngấn đây chút nè. Còn á, để thì vẫn cứ để đây, tại vì anh mình vẫn còn một sập cuối cùng. Thì cái sập cuối cùng á, khi lên á mà nó xấu quá thì mình có thể tiến hành smooth ở đây một chút. Thì cái lúc này á, tại vì sập cao rồi á, thì cái lượng smooth lưới á, nó giữ những cái chi tiết này vẫn còn khá nhiều, cho nên lúc đó em smooth thì nó không đến nỗi nó mất hẳn lắm. Còn ở những sập thấp thì tuyệt đối không có smooth, tại smooth nó không có lưới để nó giữ, và không có lưới để giữ á, thì những cái chi tiết mình làm á, nó sẽ bay luôn. Đó là lý do vì sao mà tại sao ở cái máy sập 3 4 này nè, 1 2 3 4 là anh không có dùng smooth, em thấy rõ. Được chưa? Lên đây còn thắc mắc gì không? Được đúng không? Được, phải làm cố gắng lên nha. Rồi. Đến bài của Hiệp nè, ví dụ như của Hiệp nè, không Hiệp không làm đẹp, nhưng mà lên đây á mình thấy có gì đó sai á thì anh sẽ sửa lại cho Hiệp ở mấy khúc này. Rồi. Rồi.
Thì những cái chỗ này á em đánh là đánh theo kiểu là để cho nó có theo cái chi tiết trên mấy cái này thôi, chứ gọi là đánh đẹp á thì nó cũng không có ổn lắm. Ví dụ như mấy đường này nè, mình chạy là gần như là quẹt hết, và nhìn ở đây nè, nó kết thúc ở bên này như thế này, coi như là nó học, nó chỉ là nhìn nè, cái khúc này nè đều 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 rồi qua đây nè, đường như thế này là gần như là nó không có cái gì gọi là hình khối á, nó chỉ là những cái đường mình đánh cho cố ra, chứ không phải là đánh theo đúng cái gọi là cho nó ra đẹp. Thực ra thấy anh cũng nói lại, đây là những cái lỗi thường xuyên mà đối với các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều, các bạn hay mắc lỗi, cho nên anh không có cái gì trách móc và cũng không có cái gì các bạn phải buồn gì ở đây hết đó. Đây là chuyện các ai cũng sẽ bị, anh còn bị, đừng nói cho các bạn không bị. Không thì ở đây trước tiên làm gì thì anh sẽ cố gắng anh sửa lại nhẹ nhẹ chỗ này trước, còn cái mí mắt thì thôi coi cũng không đến nỗi lắm, giờ là mộng mắt thôi. Thì ở sập 4 này để cho sửa lại cho dễ thì anh sẽ tiến hành, anh có thể dùng đem để anh ngọc bịch lại mấy cái chỗ này. Nhẹ nhẹ để cho nó đừng có mạnh quá, nó lại phồng lên. Cố gắng xóa mấy cái này đi. Đây. Sau đó giống như hồi nãy anh chỉ, thì cái đường đem á nó sẽ có những đường gọi là đường mạnh và có những đường yếu. Thì đường mạnh là mình thấy cái độ sâu nè, mình sẽ xác định nó là những đường mạnh nè. Không. Còn những đường yếu á là mình sẽ dựa vào cái độ nè, mình coi coi có những đường mà chỉ cần phớt nó qua thôi chứ nó không cần phải mạnh. Dù như mấy đường này nè, anh sẽ giảm size lại. Tại đường này nó mạnh hơn so với mấy đường này, còn mấy đường này gần như là mấy đường mình chạy phớt. Đây chạy phớt nè. Chạy phớt nè. Thì thay vì á mình cứ quẹt một cái con đường thẳng từ đây xuống đây nè ha. Đây là lỗi thường xuyên hay bị gặp. Tại vì nếu mà làm vậy á nó không có gì gọi là nó có đường ra đường vào hết. Và ông này á thì hay là có đường ra đường vào nè, đường quẹt ở đây nè. Thì cái hướng ở đây nè, anh chỉ nè, các bạn đừng có đại đánh thẳng mà hãy cố gắng đánh theo từng khúc chạy như thế này. Rồi sau đó nó chạy từ đây qua đây. Lưới nó không có đủ để thể hiện thì anh nói lại không phải cần lưới đầy mình lưới sắc nét mới được, mà là những cái đường đánh cảm giác. Các bạn phải học coi những đường đánh cảm giác, ví dụ như chỗ này nè, anh thấy chỗ này gặt nè thì anh sẽ bỏ nó đi và anh điều hướng nó lại ở cái hướng chạy từ đây qua đây. Thấy chưa? Đó. Ví dụ như nó chạy đây nè, tiếp tục nè, chạy từ đây qua đây nè. Đó, anh lấy lay build up để anh điều hướng lại cái đường này. Rồi, tiếp tục dùng nó lại đem á, giống như là cái đường để cho các bạn là thấy là cái đường sketch. Còn cái thằng quan trọng á là coi lại nó mà không đúng á thì lấy clay build up hoặc là mấy cái clay khác á đập nó vô. Không. Và khi mà anh zoom ra zoom lại á, khi mà anh đánh đường này anh lại thấy 1 là 2 là 3 là 4 nè, bốn đoạn này nó lại bằng nhau, anh cảm thấy không ổn thì lúc này anh sẽ cố gắng dẹp nó luôn. Và anh thay đổi nó ở cái mức độ, ví dụ như anh ngắt ngay chỗ này cho ngắn. Thay vì là những quãng dài như kia, rồi chỗ này anh sẽ cho nó thành đi nguyên đường nè. Không. Em có cảm thấy chỗ này có cần sắc nét không? Không rồi. Nhưng mà em vẫn cảm giác được là nó có cái đường ở đây. Đó là điều của mình cần phải học đó. Không phải lúc nào mình cũng cần phải đánh sắc nét. Đây, rồi ok. Thì những cái đường này em cũng sẽ cảm thấy để ý nè, những cái đường bây giờ anh đánh phớt nè, đây đánh phớt nè. Từ đây chạy qua nè, từ đây chạy qua nè. Thì có những đường này nè, từ đây nè, nó phớt lên nè, nó phớt lên nè, thấy không? Rồi từ đây nè, nó phớt lên nè. Chứ không phải là anh chạy hết nguyên đường như thế này, mà là đường nó chạy từ đây nó phớt lên, từ đây nó phớt lên, từ đây nó phớt, từ đây nè xuống đây nè nó phớt qua nè, từ đây xuống đây nó phớt qua nè. Đâu cần phải giống đâu đúng không? Nhưng mà mình sẽ hiểu cái tính của nó để mình có thể tạo ra
mà không cần nhất thiết phải 100% giống nó, nhưng mà nhìn nó hợp lý. Thì đây chỉ là mới đường là đem cái đường đem của mình khắc cho mình thấy được trước cái đường nó thôi, chứ nó thật sự là nó vẫn chưa là gì cả. Mình phải xem lại coi cái tính chất nó được hay không và nó đẹp hay không. Nếu mà chưa đẹp thì sử dụng lại, đập nó đi. Ví dụ như anh thấy đường này mà nó cứ đập đập như thế này á thì nó đều quá nè, đường đều đều đều, thấy chưa? Thì lúc này anh vẫn sẽ tự, anh thấy vậy anh đắp một anh bỏ, và nó sẽ có những cái đường nó lún lên theo hướng này, lún lên đường hướng này, nó lún lên lún nè, rồi chạy những mảng lớn nè, chạy những mảng lớn nè. Ừ. Chỗ này anh sẽ lấy ra nè, lấy ra lấy ra nè, cho nó chạy lại nè, thì nó sẽ tách bạch hai cái khúc này ra đó. Đây là những đường, tại vì mình còn một sập cuối cùng là sập năm, lúc đó mình sẽ nói chung là mình sẽ kỹ hơn nữa. Giống như hồi bữa các bạn thấy cái bài của anh chỗ này, cố gắng anh sẽ có đường sẽ mạnh, đúng không? Có đường sẽ mạnh, ok, vẫn theo tinh thần đó mà không cần nhất thiết phải y chang, thì anh sẽ lấy lựa đây có những đường sẽ mạnh, nhưng mà không phải lúc nào chỗ nào cũng mạnh, trời ơi, chỗ nào cũng mạnh thì nó sẽ y vậy. À, cái nào cũng mạnh thôi đó, nhìn nó cho quất, nên anh sẽ coi coi, à nếu mà chỗ này mạnh còn mấy chỗ này thôi nhẹ nhẹ vậy được rồi. Mà cẩn thận đừng để mấy cái đường đi theo á nó phá luôn cái xếp khối của mình, thì lúc này á nhiều cái nó không có được, còn được ổn nữa. Cố gắng làm sao đánh á mà đi theo mình nhìn xa mình vẫn thấy được cái xếp khối chính của mình ha, đúng không? Đây nè vẫn có, còn trong khi ở đây nè, ví dụ như chỗ này nè mình đang đánh nè gần như là bay luôn cái xếp khối chính, đúng không? Thì lúc này anh sẽ coi xa và anh cảm thấy vậy thì anh quất lại cho nó nhẹ đi, nó vẫn giữ lại nè, anh vẫn quất lại cho nó nhẹ đi nè, để làm gì? Để khi mà anh nhìn xa nè đấy, ví dụ như nó bị phồng quá thì cố gắng mình sẽ lấy bớt ra, lấy bớt ra lại, lấy bớt ra lại đó, miễn làm sao mình vẫn thấy được cái khối của mình là chủ yếu. Rồi cũng giống như chỗ này ha, đánh nhẹ hay là phớt ra, phớt lên đây, phớt như thế này, rồi ở đây phớt từ đây nè, chạy qua nhẹ, chạy qua nhẹ đó, đánh đường chạy nhẹ, anh chỉ đánh đường skate tại vì anh sẽ còn sử dụng lay build up để anh phá đi cái chỗ này, đừng có đó thẳng nữa. Thì sau khi đánh xong đường skate ở đây rồi, bắt đầu anh đánh những đường phá bằng lay build up, đường phá bằng lay build up thì cái hướng đánh ở đây này, nó chạy từ đây lên đây, ok, thì anh sẽ lấy chỗ này nè, anh phá chỗ này nè, đấy nó sẽ tất nhiên nhẹ nhẹ thôi, đừng có đánh mạnh quá rồi nó sẽ phồng lên nữa, phồng lên nữa rồi lại tốn công của mình nữa. Rồi có chỗ thì mình có thể lấy ra vân vân để tạo ra đường, quệt lại cái đường này cho nó tạo mấy cái chi tiết. Đấy. Thì đây gọi là gần như là các bạn sẽ học kỹ về cách đánh. Và cái lay build up này cũng rất là quan trọng là vậy nè, đó. Ví dụ như chỗ này bự đi, rồi ok, chỗ này bự để đừng cho nó nhìn nó đồng đều. Rồi chỗ này chạy qua đây, ok. Đó, rồi sau khi đó anh sẽ tiến hành, anh có thể lấy đem để anh coi nè, đây nè. Rõ ràng nhìn xa nè là anh thấy đường đây nè, nó chạy khối vô đây nè. Thì hôm nay anh sẽ lấy đem nè, anh làm nhẹ cho đường nó ngắt cái khối ở đây. Còn đường ở đây nè, các bạn ngắt khối ở đây, đường đây ngắt khối ở đây. Lúc này em nhìn xa em vẫn thấy được cái đường chỗ này, nhưng mà nó không có hề, khi mà làm nhìn lại á, nó sẽ không có hề mạnh mẽ gì ở đây hết đó, mà là cảm giác. Rồi đây nhẹ lại, bắt đầu đây có chỗ vài chỗ sâu rồi, sau đó nó tỉa ra, tỉa ra, tỉa ra, tỉa ra.
Rồi, ở đây bắt đầu ngắt nè, ngắt nhẹ nhẹ nè, ngắt nè. Rồi, nhẹ cái đường đây, ok. Rồi, chạy xuống đây, đây đường đây. Rồi đường đây chạy là chạy. Thì những cái đường này gần như là nó chạy nhẹ trên khối, cho nên anh không có đẩy mạnh cái lực tay vậy đó, anh chỉ quét quét cho nó ở cái mức độ nó ra ra cái đường thôi. Đó. Thì chỗ này không có, ở chỗ này trên cần xếp không có thì anh ok, anh chạy theo cái ý của anh. Vừa thôi, cốt đừng có cố gắng mà chạy cho nó thành vậy nha, đừng 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 có đánh kiểu này. Đánh kiểu này là các bạn sẽ thấy là nó đi con hướng à, nó đi con hướng à, đúng không? Đánh như thế này là nó sẽ không có đẹp, và cố gắng đánh làm sao á cho nó đừng có cảm giác nữa, chạy thêm đúng một hướng. Đó. Những cái còn những cái detail nhỏ nữa hơn nữa thì anh nói lại, đó là để mình lấy alpha skin mình sẽ đắp lên thay vì anh mình ngồi khắc hết toàn bộ. Anh sẽ phá bỏ đi mấy cái nhỏ nhỏ mà cảm thấy là nó quá đồng đều, sẽ phá đi và anh tạo ra lại những cái đường nó bớt đồng đều hơn. Đó. Rồi. Chỗ này nhả cái khúc này ra, nhả 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 cái khúc này ra. Cho cái này nó blend lên đây. Nhả này ra. Ok. Rồi bây giờ xuống đây lại nè, cũng giống như nè, tại vì mình cố gắng á, mình khắc từng cục từng cục từng cục từng cục á, cho nên nó mới bị sẽ bị cái tình trạng như thế này. Thì để cho cái này cho dễ thì anh sẽ bỏ đi mấy cái đường cục cục này của mình. Tất nhiên là lực tay nhẹ thôi, để không ngầu phá như thế này là tiêu nè. Nên anh chỉ cần quét cho nó đừng lấy ra bớt nhẹ nhẹ vừa vừa ít ít thôi. Còn cái đường này nè, đừng để cho cái đường này xong vậy, mà hãy cố gắng sau khi đánh cái đường này á, cố gắng á, đánh đắp lên nè, đắp lên nè. Lấy ra đắp lên nè. Thì chỗ này nó sẽ đẹp hơn. Đánh, coi như đánh lên nó ra đúng không? Đúng rồi, tại vì á, cái của em á, như thế này, nó là cái... nó là cái tình trạng á, mà em đẩy như thế này nè, em đẩy có như thế này xong nè, là em sẽ thấy rõ là chỗ này nó bị nguyên cục gì nè. Thì lúc này á, nó bị nguyên cục này, nhìn nó nặng, nhìn nó rất là nặng mà nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều á. Thì lúc này á, mình sẽ cố gắng, à tôi sẽ quệt quệt cái này là cho nó lại lên ra, nó sẽ nhẹ hơn. Và tất nhiên á, trong quá trình này nè, thay vì á, để cho nó một đường vậy đúng không, thì anh sẽ cố gắng anh đánh cho cái này nè ra khúc này, rồi tất nhiên á, anh lấy ra rồi anh đắp vô lại thì nó sẽ tạo ra những cái đường khác, đường chồng chồng lên nhau mà nó không có bị nguyên thành nguyên đường thẳng. Đó. Nhiều khi đánh quên cái không có đánh len ra. Mấy cái đường này á, là do nói chung á, là đây là luôn luôn là mọi người hay bị, anh cũng lúc trước cũng bị, mà đánh xong á thì mình sẽ cố gắng mình nói chung là coi tổng thể lại, nói chung là coi tổng thể lại hết, coi những cái đường à, nếu được á, sau đó zoom ra zoom vào anh sẽ thấy cảm thấy được một cái góc nhìn á, lúc này à, anh sau đó anh ngồi anh thấy à, chỗ này nó đều đều quá thì lúc này anh bắt tách nè, vẽ đường nhỏ nè đó, không cần sắc nét. Chính xác là các bạn sẽ thấy ở đây anh không làm sắc nét gì cả, mà các bạn sẽ thấy nó rất 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 là tách biệt ra khỏi mấy cái đường kia. Không.
có những cái thì nó quá nhỏ đi, mà nó làm gì xấu quá nên anh bỏ chỗ này đi lại, đánh chỗ này ra, khắp nhẹ, chạy chút, chạy chút lên đây. Thì đây nè, thấy nó bắt đầu nè, nó không còn theo cục nữa nè, nó không còn theo nguyên đường nữa nè, mà nó sẽ có những thớ nè, những thớ nè, những thớ nè, bắp nè, phá nè, lấy ra cho nó blend dần dần vào thớ kia nè. Đây là kỹ thuật, nói chung là các bạn đánh càng sâu á, học càng sâu á, các bạn sẽ càng thích mấy cái kỹ thuật này. Còn lúc này các bạn đang thấy khó, mà khó lúc này thôi, về sau nữa sẽ tốt hơn rất là nhiều. Học mà ban đầu ai chả khó. Nên cái bài này á, các bạn đánh ở mức độ mà được khoảng 70% của cái ông này là anh mừng lắm rồi. Mà tất nhiên là phải ở mức độ nhìn nó còn đẹp đẹp nha, chứ không phải đánh giống như hồi bữa mà đánh chỉ là chỉ có những đường mà gần như là đường khắc không á, mà không có tạo ra được cái khối dày như thế này nè, không có khối thịt gì á, là đó là không đúng. Giống như hôm bữa là của Trân á, là đánh toàn là đường khắc không à. Đây phòng lên nè, đây còn chỗ này nè, chỗ này đáng lẽ là có thể có một cái đường đó, không thấy rõ không, thì chỗ này khó quá anh sẽ bỏ nó đi, anh để anh xuống sập thấp lại nè, xuống sập thấp này nè, bỏ cái đường này đi nè, lấy ra liền nè, không rồi sau đó anh đắp theo hướng này nè. Đó. Đường chính nè, đường chính xong rồi đường đắp nè, đường đắp nè, rồi ở đây bắt đầu tẻ ra. Không, có nghĩa là anh sẽ lên linh hoạt giữa cao và thấp. Cao là để anh lấy chi tiết, còn thấp là để anh sửa khối. Cái này chắc mọi người vẫn còn nhớ nhỉ? Nhớ nè. Đó, anh sẽ cố gắng về. Đồng thời á, nếu mà muốn á, thì anh vẫn có thể lấy ở đây nè để anh khắc ra những cái đường gần như là lấy khối nè, lấy cái nét khối nè. À, mấy cái nát khối nè, cố gắng đừng có tẹt nguyên đường như vậy nha, không có đẹp đâu. Mà các bạn á, phải cố gắng coi ở các góc độ á, các bạn quẹt theo kiểu mà tạo ra những cái đường á, không phải đường thẳng nữa mà quẹt qua cho nó thay đổi cái đường chạy của nó một chút. Lâu lâu á mình có thể zip một chút, zip một chút. Rồi từ đây nè, hoặc ở đây nè, hoặc đây nè, ở đây là sẽ hoặc đây nè, hoặc đây nè, đây xuống nè, hiểu không? Chủ yếu ở đây là khối, ở đây sẽ có đường ngấn nè, thì anh sẽ lấy cái size bự á để anh làm ra. Chứ nếu mà lúc này lại nhỏ như thế này nữa là các bạn thấy nó chỉ có đường khắc nhẹ thôi chứ không phải là đường khắc khối. Còn ở đây anh mạnh lên để anh có được cái khối bự nè. Được chưa? Đó. Sau đó tiếp tục mình dùng lay build up để mình phá mấy cái đường nét nét khối mà chạy thẳng đi. Anh sẽ phá nó đi nhưng mà vẫn giữ lại khối chính. Rồi anh sẽ đắp 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 đắp. Lấy đây ra lấy, đắp đắp, vừa đắp vừa lấy ra. Cho nó có độ. Lấy ra nè, đắp nè. Lấy ra nè, đắp nè. Đó. Cái thủ pháp này là mình phải luôn luôn đi qua đi lại giữa hai thằng chứ không phải là chết một thằng. Rồi ở đây, dù như ở đây nhẹ nhẹ ha, bắt đầu ở đây anh len xuống nè. Lấy này ra cũng được. Ở đây hơi bị phồng quá nên anh lấy nhẹ. Rồi đắp nhẹ nhẹ lại cho nó bắt đầu nó len ra nè. Nó sẽ không còn chạy một đường nữa. Nó không còn chạy một đường nữa. Đúng không? Nhưng mà cái độ hòa hòa của cái thằng hai thằng này nè bắt đầu nó sẽ lại mượt hơn, nhìn nó lại đẹp hơn và nó tự nhiên hơn. Sập 3.
Sau khi sập 3 này xong rồi cảm thấy được, anh lên lại sập 4. Thì cái sập 4 á, nó vẫn giữ lại chi tiết cũ này, nhưng mà cái khối á, nó không còn chạy nguyên cục khối kia nữa. Đúng không? Thấy cùng nguyên cục khối không? Mà qua đây nè, nó sẽ có độ hòa ở đây. Tại vì sập 4 nó vẫn giữ lại detail ngay chỗ đó, nhưng mà cái khối á, mình đang chỉnh cái khối ở dưới rồi. Rồi bắt đầu nhẹ nhẹ lại tiếp, cố gắng vừa khắc vừa coi coi cái độ của nó có ổn hay không, có bị nặng quá hay không. Rồi sửa, ví dụ như anh cảm thấy chỗ này hồi nãy anh làm hơi bị mạnh nè, bây giờ anh xuống lại sập 3 nè để nó giữ lại chi tiết kia, nhưng mà chỗ này anh sẽ đẩy cho nó nhẹ lại nè, cho nó mềm mượt lại nè, uyển chuyển hơn cái khúc này nè đó. Sau đó lên lại sập 4 nè. Ui không, vẫn giữ cái chi tiết đánh đó, nhưng mà cái khối nó không còn bị phồng hoàn toàn nữa. Còn bây giờ muốn bị phồng lại thì bây giờ em có thể xuống lại sập 3 nè, em đánh lên lại nè chút phồng nè, đúng không, em lên lại sập 4 nè, nó vẫn giữ chi tiết ở đây. Đó là lý do vì sao mà anh nói á, tụi em á, chi tiết là để ở sập cao, còn khối là ở sập thấp là vậy. Có ai bị khó hiểu phần này lắm không? Không anh ạ. À, ví dụ chỗ khối này ha, chỗ khối này nè, anh sẽ xuống lại sập 3 nè, đánh lại cái khối nè. Đó. Rồi, nó chạy qua đây. Mày bỏ đi. Đó. Xuống khói này nè, lên 4 này nè. Nếu mà ở đây không có chi tiết, nó sẽ tạo chi tiết từ cái khối thứ 3, sập 3. Còn nếu mà sập 4 đã có chi tiết, nó sẽ giữ lại cái chi tiết ở sập 4 và nó thay đổi cái khối ở sập 3. Đó. Chứ không phải là nó phá hết toàn bộ của mình đâu. Rồi bắt đầu lên nhẹ nhẹ, à chỗ này chi tiết nhẹ nhẹ đó, nhẹ mình thấy thấy độ nhẹ, đẩy nhẹ nè, rồi đẩy nhẹ nè, chi tiết này ở khối sập 3 nè, cho nên giờ anh đẩy cho nó mạnh hơn chút nè. Rồi đây nè, chi tiết xuống nè, bắt đầu xuống nè, xuống nè, không anh đâu có đẩy từ đây xuống hẳn đâu, mà nó sẽ có đường là từ ngắt từng khúc vài chút vài chút. Rồi ở đây sẽ khối sẽ mạnh hơn thì anh sẽ ngắt cái khúc này. Còn ba cái chi tiết mà chi tiết rõ hơn mình để sập cao mình có thể làm. Ở đây. Này thêm khối thịt như chỗ này. Có thịt từ đây quen qua đây. Rồi. Thật từ đây lên qua đây. Rồi bây giờ xuống nè, bắt đầu dần dần xuống nè, đây lên qua nè. Wow, ok, cho nó mạnh mạnh hơn chút nằm đây. Ở chỗ này bắt đầu mạnh nó ra đây. Cố gắng phải zoom ra zoom vào, zoom ra zoom vào. Rồi, cái mép ở đây, cho mép đây luôn. Rồi chi tiết ở trên này
viết nhỏ nhỏ nên không có dùng brush to gì á. Rồi đã khắc nhẹ nhẹ ra những đường khắc của cái môi già cả. Đó, giờ tổng kết lại nè. Ok chưa? Tổng kết lại. Rồi, bắt đầu đi. Chỉnh sửa lại mỏng mắt nè. Tại vì á, hiện tại á, những cái chỗ này nè, gần như là nó là chỉ là những đường nhấn quẹt, quẹt, quẹt. Nó không có độ blend hay gì cả. Từ xa nè, mình vẫn thấy những đường nhấn chỗ này. Còn những đường này nó sẽ sắc nhỏ. Thì có khả năng là tại vì một phần á, là mình chưa có sử dụng pin thôi. Rồi ví dụ như làm xong chỗ này đi rồi anh pin cho coi nè. Rồi đây, nhiều chỗ này ha. Thì nhìn từ xa của mình vẫn thấy được chỗ này. Còn bắt đầu những chỗ này nè, sẽ dùng pin. Thì không phải là pin hoàn toàn hết toàn bộ, mà phải pin lại. Thì phần đường pin cho nó như là hàng vết thương á. Thì thông thường á, cái vết thương của mình á, cái chỗ giữa của mình nó thường to và bự hơn, đúng không? Còn hai cái đầu của vết thương á, thông thường nó sẽ nhỏ. Ok. Không phải, tôi cần tìm hình cơ. Kim. Chỗ cái khẩu ska. Đây. Thì đối với một vài vết thương đó, thông thường á, cái khúc này nè, em thấy không? Thường là mấy chỗ này nó sẽ bự ở mấy chỗ này. Bây giờ. Nó sẽ bự ở giữa. Và hai cái đầu vết thương bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với cái thằng kia. Không? Thì cái thằng da của mình á, mấy cái nếp của mình cũng vậy. Nghĩa là nó sẽ thường hay bự ở giữa và nó hay thường nhỏ ở hai cái đường đầu và cuối. Đó là lý do vì sao mà anh sẽ thường hay khích mấy cái thằng đầu hơn so với thằng giữa. Là mấy thằng đầu nè, không, mấy thằng đầu nè, đầu đuôi á, rồi đầu đuôi. Còn mấy thằng giữa đôi khi mình cũng có, nhưng mà mình không có làm quá mạnh như thế này. Quá mạnh như thế này là sai nè. Tại sao mạnh như thế này thì cái không còn thấy cái độ phình của thằng da nữa. Mà mình cần á, là bao thông thường á, mình sẽ khích cái đầu và để cho nó phồng ở giữa. Còn cái chỗ nào giữa mà em còn muốn sát hơn nữa thì có thể vẫn có thể chạy, nhưng mà lực nhấn hơi vừa thôi. Nè, lực nhấn hơi vừa nè, nó vẫn khích lại nè. Dần dần nó khích lại nè. Và để ở phần giữa nó vẫn có cái độ bự, độ to của nó. Nó sẽ khác so với thằng đầu. Đúng không? Thì cái chỗ này nè, đó. Cũng cô nè, anh khích lại nè, khích lại nè. Khích lại nè, khích lại nè. Thì khi nè lúc này nè em nhìn từ xa nè, rõ ràng là em vẫn thấy được những cái chi tiết lớn ở đây. Em thấy được cái mỏng mắt rõ ràng luôn. Nhưng mà nó không có bị ảnh hưởng bởi mấy chi tiết nhỏ. Đúng không? Thấy cái pin nó rất là có tác dụng ở mấy chỗ này. Cũng giống như chỗ này nè, mấy cái pin nè. Đây, nhỏ lại nè. Còn chỗ này nó sẽ phình ra cho nên không có cần đụng nhiều quá. Và anh sẽ tạo ra những cái variation khác nhau. Thì mấy chỗ này nè, đó, pin nó sẽ nhỏ lại. Còn bự bự nè. Còn cái chỗ này đáng lẽ là nên cho nó nhỏ lại, tránh cái trường hợp nó cứ đều đều. Đó, thì mấy cái khe này mình sẽ dùng nhỏ lại. Mấy cái đầu nè, đây. 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 Chưa? Đấy. Không. Chỗ này nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và em sẽ thấy chỗ này nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là tự nhiên. Nó không có còn bị giống như cái cũ nè. Không. Cái cũ là những cái đường thẳng. Những đường thẳng xoẹt, 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 xoẹt. Nó không có độ to nhỏ.
Được chưa? Thì thường nó thiệt thì pin thì mấy cái khoảng thời điểm đầu á anh chưa có làm, mà thông thường á anh thường hay làm đánh ra khớp xong á về sau anh mới dùng pin là nhiều. Còn có lúc ban đầu á pin nó cũng hơi bị, nói chung là anh chưa có đánh xong á mà cứ pin hoài á thì mới mốt anh cũng phải phá cái đó đi anh làm lại, nó cũng mệt nữa. Nên khúc này á nhiều khi anh cũng chưa có pin nhiều lắm mà anh cứ đánh ra trước, đánh ra xong mười mốt á cần có gì đó sai sai à, cảm thấy mà cần sửa sửa hoặc là làm cho cái độ khác nhau á anh sẽ đánh ra sau. Rồi chỗ này cũng bắt đầu cần đánh cho nó có độ hòa lại. Tại vì ở đây là nguyên cục. Chỗ này thì hơi bị mạnh nè. Xuống sấp 3 đi. Giảm này chút. Rồi giờ anh dẹp luôn cái này, anh không cần nhìn bên này nè. Thì coi như ví dụ như đó. Thì dựa theo cái kiến thức của anh nè. Rồi giờ nhìn nè. Chỗ này ok. Anh sẽ để cho cái này nó lên đây, hòa vào đây, rồi lấy ra, rồi cái thằng từ đây nè hạ xuống là coi như là nó chen vào giữa hai á, mà nó chen vào tránh trường hợp là nó cứ đập thẳng, đập qua đường, đập nguyên đường. Còn đây là tất nhiên là để ra được cái hiệu ứng này á thì anh phải lấy chỗ này ra rồi sau đó anh mới đắp vô. Rồi chỗ này nè ổn rồi nè, thì bắt đầu anh lấy ra nè, anh tạo thêm một cái đường cơ ngay chỗ này, đường da ngay chỗ này nữa đó, đập vô thì mình sẽ có một lớp chạy như thế này và một đường chạy ở đây và một đường ngắt ở đây ra, lấy này mạnh ra chút đấy. Mạnh quá. Rồi cái đường bên này thì nó sẽ ráp vô đây. Thì cái này tương lai tụi em mà đã có kiến thức thì tụi em có thể tạo ra theo cái hướng của mình. Còn bây giờ cứ nhìn theo bên kia cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Mà nói chung thì anh sẽ coi coi chỉnh sửa, chủ yếu tụi em có cần gì đó sẽ dựa theo từng người nha. Tại vì từng người sẽ có cách đánh khác nhau, rồi dần dần anh sẽ sửa theo cái hướng của tụi em để cho nó đẹp hơn, chứ sẽ không về sau mấy cái chi tiết á nó nếu mà cứ dựa vào cái concept nhiều quá thì nó sẽ không có ổn ở cái vụ mà tụi em cứ đánh giống 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 mà đánh không ra nổi á, là anh khả năng là anh thấy là nó sẽ tiêu luôn nguyên cái file của mình. Nên về sau là sau buổi hôm nay các bạn ai đánh theo kiểu nào thì anh sẽ dựa vào cái hình đó để anh khắc phục cho nó đẹp hơn. Thay vì cứ dựa vào cái hình này hoài thì khả năng là tèo lắm. Mỗi người các bạn có mỗi người cách đánh khác nhau. Ví dụ như đó của Hiệp thì anh sẽ fix lại chỗ này nhiều nhiều nè, dần dần nè. Còn mấy cái chi tiết thì cố gắng lấy nó để coi làm rep. Rồi chỗ này bắt đầu nè, cố gắng là đừng có ngồi tẹt 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 nguyên đường như thế này hoài, hiểu không? Tại em cứ tẹt 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 như thế này á là coi như là nó chỉ có một đường thôi, mà phá bỏ cái thế của nó đi, phá bỏ cái sự mà nó cứ đồng đều như thế này đi. Ví dụ như nó sẽ có từ hướng ở đây nè, rồi sau đó nó lên đây nè, rồi từ đây nè, từ đây nè, nó chạy qua nè. Nè, giống như là từng thớ thịt nó blend lại với nhau, từng cụm này nè, cụm này lại ra, cụm này chạy ra, nó không phải chạy thẳng nữa. Còn mấy cái nào mà khó quá thì anh sẽ hòa nó lại, ví dụ như mấy cái chỗ này hòa nó lại cho nó bớt cái đường mà chỉ có một đường giống như hiện tại đang show đi. Ví dụ như chỗ này hòa ra rồi
khi hòa xong chỗ này thì ví dụ như cái đường đây nó chạy đây, còn cái đường này nó chạy ở đây, rồi nó chạy xuống đây, đây cũng được đi. Mà đến đây thì mấy cái đường này nè sẽ chạy từ đây qua đây, qua đây, rồi còn thằng mấy thằng đường này chạy đây, chạy nghiêng qua, nói chung là chạy đang xen kẽ. Coi như tránh tránh trường hợp nó cứ đều đều nhau rồi đó. Đúng rồi, đều, mắt của mình nhìn rất rõ cái vụ đều, nhìn nó rất là rõ, Đúng cho nên thấy nó cũng thấy thấy trên cái hình xếp á, cái đường lằn nó đi cũng cũng hơi đều. đó. Ví dụ như giờ anh nè chỉnh nè, bây giờ em cảm thấy chỗ này à, nó sẽ có những đường xen kẽ nhưng mà nó không có đồng đều đến nỗi mình nhìn thấy từng cục như thế này. Giờ dễ hết ha, đây cái cũ của mình nè. Cái y y y y bên này thôi. Chưa đụng màn nữa. Chơi khó nhau quá. Rồi. Ở đây đây nè. Đó. Giữa hai cái nè. Mình sẽ thấy là đường nè, chạy đẹp tẹt, chạy thẳng lại luôn, là em sẽ thấy cái tình trạng đó. Dùm cố nè, cứ đánh 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 cho nó ra khúc này đẹp qua, rồi chạy từ khúc này giữa dưới xen kẽ thì nó sẽ theo kiểu chạy chạy theo kiểu này, chạy từ đây, chạy đây, chạy từ đây, chạy từ đây, chạy đây. Không, đây là cái kiểu mình chạy xen kẽ để phá bỏ đi cái sự mà nó quá cân bằng như thế này. Được không? Dạ rồi, được rồi. Rồi thì mấy cái này là coi như là hôm nay đây dần dần nè, chi tiết hơn đó thì mấy cái khúc nhỏ nhỏ nè, mày nhỏ nhỏ như vậy nha, nhưng mà nó lại có tác dụng rất lớn á, nhìn nó sẽ bớt đồng đều á. Thì mấy cái khúc nhỏ nhỏ này á, anh thường hay khắc nhẹ, rồi sau đó giữa mấy cái thằng này thay vì mà nó cứng ngắc quá, anh sẽ nhẹ nhẹ đẩy 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 theo hướng này. Thì đây là gần như là mấy cái chi tiết rất là nhỏ anh hay đẩy ra kiểu này nè, để phá đi cái nhìn nó là lạ. Thứ nhất là nhìn nó là lạ, thứ hai nó vẫn có chi tiết giúp cho mình thấy được cái chi tiết bự, nhưng mà nó không có phá bỏ đi mấy cái thằng khối bự anh tạo ra, mấy cái nhỏ này đó. Thì có thể size nhỏ hơn chút, đây nhỏ nhỏ, đây cũng vậy nè, chạy nè, thay vì là cứ chạy vậy đúng không? Không, anh sẽ ngắt cái này, rút này ra, giống như hồi nãy cái đường anh chỉ á, thay vì á là nó cứ nguyên một đường thẳng chạy tẹt như thế này, lúc này á anh sẽ tạo ra những đường nhỏ để chuyển hướng. Thì gọi có em có thể coi như gọi là đường chuyển hướng đi, thì những đường chuyển hướng nè nó sẽ khác, nó sẽ nó nhẹ lắm, nhưng mà nó nếu mà làm mà tổng thể á thì nó lại sẽ phá vỡ đi cái tình trạng mà nhìn nó cái gì cũng đều đều nhau. Và tất nhiên là size nó phải nhỏ nha, nó không có bự đâu, và lực nhấn nhiều khi là nó cũng nhẹ lắm nè. Đó, chi tiết nhỏ nè, nhẹ thôi, không phải nó không có chạy nguyên đường tẹt tẹt cái này, mà thông thường nó chạy những đường rất ngắn đó, đây thấy không? Thì lực tay cũng phải hạn chế nữa, anh đang sử dụng lực tay kìm cái lực tay của anh lại để cho nó có những đường chạy như thế này, và nó đường chạy nó cũng khá là đôi khi nó cũng zích zắc chứ không phải nó đường xẹt như vậy, xẹt như thế này, xẹt như thế này, không, cái cách tả này không phải, đây nhỏ nhỏ nè đó, zích chút, zích chút, zích chút, chạy zích chút. Rồi ví dụ như thấy đường này mà thẳng quá, ok phá nó nè, chạy đường nhẹ nè đó. Tất nhiên là đừng có chỗ nào cũng có, nên chạy chạy ở cái góc độ mà nhìn đó, nhìn bự á, để cho nó chạy dài ra, mình sẽ coi coi chỗ nào cần thêm nhẹ nhẹ.
thì tụ chung nè, nhìn lại nè, mấy khúc này nè, nghe nè, đó, rít 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 một chút, anh không có quần quẹt nguyên đường bự nữa. Thì cái này á không dựa vào alpha mà dựa vào cái việc khắc của mình, gọi là khắc thủ công luôn rồi đó. Giống như là nghệ nhân người ta hay khắc thủ công, người ta gọi là điêu khắc thủ công là vậy. Ta đâu có dựa máy để người ta in ra đâu. Mà thôi mấy cái chi tiết này để dạy thêm thôi, chủ yếu là phá phá vỡ mấy thứ này nè là chủ yếu, còn ba cái chi tiết mà dạy trên đường da cái đó là để anh pha làm đi, thì tụi em cũng không đủ thời gian để ngồi chơi với cái kèo khắc nhỏ nhỏ rồi đâu. Rồi nói lại ha, khi làm cố gắng thứ nhất là lực nhấn, thứ hai là khối. Cố gắng nhìn phải zoom ra xa, zoom gần, zoom ra, zoom gần, zoom ra gần rất là nhiều lần để có được cái nhìn tổng quát. Thứ cái nữa là cố gắng tránh vẽ quá đều, thấy cái nào quá đều thì ráng quẹt nó đi và đừng có cố gắng theo cái này hoài nữa. Khi mà đã lên chi tiết mình lấy chi tiết khối bự nhất, còn những chi tiết nhỏ là theo ý mình. Mình lấy ý tưởng à, nó vẽ theo cái kiểu này thì mình lấy ý tưởng theo cái kiểu này, không cần thiết phải giống 100, nó chạy như thế nào, độ sâu như thế nào là mình cũng phải theo. Rồi lúc này mình đã theo cái khối rồi, còn phần chi tiết nhỏ thì đó là của phần mình. Được chưa? Có ai còn thắc mắc nữa không? Anh chỉ thêm. Chân thì sao? Còn có điện chưa? Điện thoại nó cứ tiếp, bây giờ cũng không tiếp. Dạ, em đang nhìn trên điện thoại đây, mà nhìn trên điện thoại thì nó có chút chiếu rồi, giờ em cũng không thấy gì. Ủa em có cái iPad mà. Mà em có clip. Thì anh nhớ em có cái iPad mà. iPad của em thì nó không phải xài Google nên ôi. Ok. Đúng rồi, em thấy cũng mờ mờ, em xài dây cũng mờ mờ. Mạng dạo này nó yếu lắm anh ơi. Đang bị đứt mà. 3G là đốt đốt băng đốt tiền đó nha. Hôm em đăng ký tháng nó đỡ, nhưng mà chị đăng ký tháng cho nên là cái dung lượng cao đó chứ nó xài dung lượng thấp nhiều nên nó mệt. Có coi được là ngon rồi đó. Em xài anh thì xài dung lượng cao mấy ngày hết sạch rồi. Thì đó. Nó là không nghe mấy ngày em xài wifi không chứ mà rồi vậy thôi. Nói chung là các bạn có thể cố gắng cho anh tuần này được không? Dạ được ạ. Phải cố, nói thiệt nếu mà không áp lực lên bản thân á là các bạn làm hoài không xong á là ủa không biết cái bài này hả dạy đến lô bô ly nổi không nữa. Quà tha tháng mới rồi đó, bài này mà một tháng khắc như thế này là cũng gần như là một bài là trung bình là khá lâu đó. Rồi mình kết thúc ở đây đi. Dạ rồi, bye bye.